Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và trong clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay một cái thương hiệu điện thoại cũng hơi lạ mà cũng quen với các bạn, đó chính là iTel. Và ở đây thì mình đang có chiếc iTel P32, một cái chiếc điện thoại trong phân khúc giá dưới 2 triệu mới ra mắt của iTel. Và trong clip hôm nay chúng ta cùng nhau trên tay nó nhé, để xem là dưới 2 triệu đồng thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại có những gì. Và với chiếc iTel P32 ấy, thì các bạn sẽ có 3 phiên bản màu để các bạn có thể lựa chọn. Đầu tiên là phiên bản màu đen này, nó theo hướng là hơi xanh đen một tí ấy. Và tiếp theo là cái phiên bản màu vàng ở đây. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái phiên bản màu xanh. Nếu mà theo Samsung thì đây sẽ là màu Coral Blue. Blue Coral ấy, trông rất là đẹp. Các bạn sẽ có một cái kiểu thiết kế rất là kiểu như là hiện đại và sang trọng và đi theo cái xu hướng hiện nay. Thì các bạn sẽ có cái cụm camera kép ở phía sau với camera chính 5 megapixel này, đèn flash 2 tông màu và cái cảm biến vân tay một chạm nằm ở đây. Và máy thì là thiết kế theo kiểu nhựa nhưng mà nó làm dạng như là giả kim loại nguyên khối ấy. Và các bạn sẽ vẫn có cái viền kim loại, viền anten ở trên này này, đó trên dưới. Nhưng mà cái phần nắp lưng này thì các bạn có thể tháo ra được, nó theo kiểu giả kim loại thôi và hoàn toàn có thể tháo ra để mà thay pin này. Đấy, cũng như là chúng ta pin các bạn sẽ không thay được và chúng ta có case sim và thẻ nhớ ở trong này. Cảm biến vân tay thì dính vô đây luôn. Và phụ kiện đi kèm ở trong máy thì các bạn sẽ có một cái củ sạc này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cáp micro USB ở đây. Trông cũng khá là chắc chắn. Và một cái điểm mà mình cực kỳ ấn tượng là thông thường ở những cái phụ kiện khác nó sẽ trùng màu, thì con này tai nghe của nó là màu đỏ theo kiểu là họa tiết đen ấy, nhìn trông cực kỳ là nổi bật luôn. Và một cái nữa mình rất là ấn tượng với cái phụ kiện đi kèm của con này, đó chính là cái ốp lưng. Ta-da, các bạn có thể thấy là ốp lưng của nó khá là ngầu ấy, theo kiểu là ở đây các bạn sẽ có một cái phần để bảo vệ cái màn hình này, khung viền máy, và phía này là một cái phần ốp để các bạn ốp ra phía mặt sau. Bây giờ mình sẽ ốp thử luôn nha. Hoặc là các bạn có thể ốp như thế này, nhìn cũng hơi ngầu lòi ấy. Rồi hoặc là bạn muốn thêm bảo vệ cái phần màn hình nữa thì chúng ta sẽ ốp thêm cái phần này vào. Đấy, trông chất kìa. Đấy, thì các bạn sẽ có được full máy luôn, nghĩa là nó bảo vệ full con máy của các bạn luôn. Nhìn cũng khá là ngầu. Và nếu bạn cầm thế này ai đoán được là con máy dưới 2 triệu đâu, trông cũng chất lừ ra đấy chứ. Điểm mà khiến mình ấn tượng cái con này trong cái tầm giá dưới 2 triệu là nó sở hữu cái màn hình với tỷ lệ là 18:9 theo cái xu hướng hiện nay. Dù là cái thiết bị trong phân khúc giá rẻ nhưng mà nó vẫn không có sở hữu cái viền hai bên quá là dày. Nói chung nhìn con máy vẫn trông khá là ok. Và phía trên này các bạn sẽ có camera selfie 5 megapixel này, loa thoại và đèn flash hỗ trợ selfie. Phía dưới thì hoàn toàn không có gì cả. Và cá nhân mình thì nếu mà để cái logo của iTel ở đây thì nó sẽ đỡ trống trải hơn. Còn lại thì cái phần này hơi dày xíu. Và máy thì sở hữu một cái màn hình với kích thước là 5.5 inch IPS và tỷ lệ là 18:9 theo cái xu hướng hiện nay. Và ở cạnh trái thì các bạn hoàn toàn không có gì cả. Cạnh phải thì các bạn sẽ có nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng và họ đặt luôn bên này để chúng ta khi mà các bạn bấm bằng một tay vẫn thuận tiện hơn. Phía dưới là cổng micro USB và một cái mic thoại. Phía trên thì chúng ta sẽ có giắc cắm tai nghe 3.5. Thì nói về kiểu thiết kế thì dù sở hữu màn hình là 5.5 inch nhưng mà thực ra là con iTel này rất là nhỏ gọn luôn. Thực sự là nó, mình không nghĩ màn hình của nó to 5.5 inch đâu, cầm rất là gọn gàng. Và cái máy thì cũng rất là nhẹ, phù hợp với những bạn mà lựa chọn một cái chiếc điện thoại trong tầm giá dưới 2 triệu. Cụ thể là tầm khoảng 1.890.000 đồng thôi. Máy sở hữu camera trước sau đều là 5 megapixel. Và camera trước các bạn sẽ có hỗ trợ đèn flash để mà selfie luôn. Trong những cái điều kiện ánh sáng yếu thì các bạn sẽ có thể bật nó lên. Và ngoài ra thì nó có những cái chế độ làm đẹp khác nhau này, những cái bộ lọc màu để cho các bạn có thể selfie tốt hơn, ví dụ như là màu black, blue, đồ các thứ. Và máy thì sở hữu cái camera kép nằm ở phía sau và các bạn có thể chọn ở cái phần nút này. Ban đầu mình tưởng nó là nút chụp ảnh live photo ấy, nhưng mà không phải, nó là chụp ảnh xóa phông ấy. Thì các bạn có thể lựa chọn chủ thể và sau đó chụp ảnh để có những cái bức ảnh xóa phông. Thì dĩ nhiên trong cái tầm giá này thì chúng ta không thể đòi hỏi một cái chất lượng ảnh quá cao được, nó sẽ đáp ứng vừa đủ cái nhu cầu của các bạn thôi. Và ở đây thì các bạn có một số cái chế độ như panorama, HDR này. Vuốt qua bên này thì chúng ta sẽ có thêm một vài cái chế độ nữa, ví dụ như là các bạn sẽ có một số cái sticker khi mà chụp ảnh này, cũng khá là thú vị ấy. Về thông số cấu hình thì chiếc iTel P32 nó sử dụng con chip MediaTek MT6580M chạy Android 8 và nó có chế độ là tiết kiệm pin hơn ấy, kiểu như là mặc dù là
những cái con máy này thì hoàn toàn là pin rất là trâu rồi. Và RAM của máy là 1GB, bộ nhớ trong là 8GB, có hỗ trợ thẻ nhớ này, có cảm biến vân tay, một chạm ở phía sau. Và một cái điểm mà mình cực kỳ ấn tượng đó chính là mặc dù thiết kế cũng nhỏ gọn như vậy mà nó thở hữu viên pin tới 4000 mAh. Với cái màn hình và con chip như vậy thì chắc chắn là các bạn có thể sử dụng hơn 2 ngày liên tục với những cái tác vụ hàng ngày của các bạn ấy, thì cái viên pin này dư sức đáp ứng 4000 mAh mà những cái thông số mà những con máy lớn cũng phải mơ ước. Và với mức giá là 1.890.000 đồng thì chiếc Itel P32 này vẫn đáng là một cái chiếc điện thoại đưa vào cái danh sách mà các bạn lựa chọn cũng như là tìm kiếm một chiếc điện thoại để backup cho mình hoặc là mua cho con em gì đấy với mức giá khá là rẻ, 1.890.000 đồng. Và các bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên FPT Shop nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.